Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái những bông hoa như thế này. Mình cũng không biết gọi nó là hoa gì, mà mình thấy nó là khá là dễ làm nên là mình hướng dẫn các bạn làm để trang trí ở bàn học hay bàn làm việc đều rất là đẹp nhé. Thì để làm cho được một tỏa hoa nhỏ nhỏ như thế này thì mình cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên mình cần đó là giấy nhún nhiều màu sắc. Ở đây thì mình làm màu trắng, màu hồng và màu tím. Còn nếu như bạn nào mà thích những màu khác thì có thể dùng giấy nhún màu khác để làm nhé. Ở clip này thì mình sẽ các bạn làm màu trắng nhé. Tiếp đó là giấy màu xanh để làm lá như thế này. Đây, ở dưới sau khi mình đã bó xong thì nó có hình dạng lá của cái bông hoa này, nó sẽ như thế này. Kẽm si này có thể bằng keo sáp màu xanh hoặc là màu trắng cũng được nhé. Băng keo sáp, kìm, keo nến, bông gòn với kéo nhé. Đầu tiên thì để chúng ta sẽ bắt đầu vào làm phần hoa trước. Thì các bạn cắt làm một bông hoa thì cần hai dải giấy màu trắng có kích thước 30x6. Hoặc là bạn nào muốn làm hoa nó to hơn một chút thì có thể kích thước dài hơn được nhá. Ở đây thì mình làm 30x6cm. Và các bạn cắt thành hai dải bằng nhau. Kích thước là 30x6 nhá. Mình có hai dải giấy bằng nhau, kích thước 30x6. Rồi bây giờ các bạn gấp giấy làm 4 nhá. Đây, làm 4 như thế này. Sau đó thì các bạn dùng kéo cắt tua rua. Các bạn cắt khoảng phần tầm 2/3 chiều rộng của cái mảnh giấy này nhá. Đến đây. Rồi các bạn cắt tua rua và cắt, chú ý cho mình là càng nhỏ thì càng tốt nhé, càng nhỏ thì hoa nó sẽ càng đẹp. Đó, các bạn cứ cắt tua rua như vậy, cắt cả hai tờ nhé. Các bạn cứ cắt như thế này và càng nhỏ càng tốt nhé. Sau khi cắt thì mình sẽ được hai mảnh như thế này. Rồi các bạn dở nó ra. Bây giờ thì các bạn dùng kéo hoặc là dùng kẽm hoặc là dùng bất kỳ cái vật dụng nào mà có thể uốn được cái này đó, cho nó cong lên thì các bạn dùng. Ở đây thì mình dùng kéo nhé. Các bạn uốn cong cái phần lá này, cái phần cái phần mình đã cắt rồi đó. Các bạn nhẹ tay thôi nhá, vì cái tua rua mình cắt mà nó bị mỏng ấy thì rất là dễ bị đứt. Với mảnh thứ hai các bạn cũng làm tương tự như vậy.
Ok, sau khi chúng ta có một như thế này thì các bạn dùng tay này kéo giãn nhẹ, kéo giãn nhẹ theo cái chiều mà mình đã uốn nhá, cùng bên trong như thế này, kéo giãn nhẹ tờ giấy ra. Cái này cũng tương tự như vậy, các bạn cũng làm như thế nhá. Đó. Rồi giờ đến phần chúng ta sẽ làm nhụy hoa. Ở đây thì nhụy hoa thì mình sẽ dùng cái màu hoa màu trắng, nên là mình sẽ dùng cái màu hồng như thế này. Các bạn cắt kích thước khoảng 8 x 8. Còn bạn nào mà muốn làm to hơn hoặc nhỏ hơn thì các bạn thể cắt hơn. Rồi sau đó các bạn kéo giãn tờ giấy này ra. Mình cho một ít bông gòn vào bên trong. Tùy theo các bạn muốn làm nhụy hoa nó to hay nhỏ thì các bạn cho nó vừa nhá. Sau đó cuộn tròn nó lại như thế này. Các bạn có thể dùng chỉ hoặc keo nến để dính nó lại. Ở đây thì mình sẽ dùng chỉ để cột lại nhé. Hoặc là các bạn có thể dùng cái kẽm như thế này và cuốn vòng quanh để được. Em mình dùng kẽm để cuốn cho nó nhanh. Rồi. Mình đã được một nhụy hoa như thế này. Đơn giản đúng không ạ? Đây là cái phần thân của cái bông hoa. Nếu như mà bạn nào mà muốn nó bó thành bó đấy, đây bó thành bó thì chiều dài của nó sẽ gần gần với bó hoa như thế này. Các bạn bó thì các bạn để nguyên cây kẽm, chiều dài của cái kẽm như thế này nhá. Còn nếu như các bạn muốn làm một cái lọ, cái giỏ hoa nó thấp thấp một chút đấy thì các bạn cắt bớt đi như thế này, một đoạn ngắn phù hợp với cái kích thước của cái giỏ hoa mà các bạn cần cắm nhé. Rồi bây giờ đến phần mình ghép cánh hoa nữa là xong thôi. Các bạn dùng keo sữa, có hai giải như thế này thì các bạn một giải cái hoa mà nó là phần trong cùng với cái nhụy đấy thì các bạn dùng cái mặt nó cúp vào để chúng ta cuộn như thế này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ dùng keo sữa để cố định cái cánh hoa này lại với nhau. Rồi bây giờ này mình bắt đầu cuốn vào nhá. Các bạn cuốn sau, cuốn được một vòng như thế này. Bây giờ các bạn dùng tay nhúm nó lại. Như thế này. Nhúm và cuốn đến hết cái chiều dài của cái cánh hoa này. Đó. Chúng ta đã được một lớp cánh hoa như vậy. Để nó cụp vào trong ấy thì các bạn dùng tay này vuốt nó lên và sau đó tay bên dưới thì các bạn xoay. Xoay nhẹ như thế này. Rồi lấy cái bàn tay chúng ta ấn cánh hoa xuống như thế.
khi cho đến khi nào mà các bạn thấy cúp nó vừa với cái nhựa hoa và hợp lý thì các bạn dừng lại nhé. Hoặc là lúc các bạn làm cong cái cánh hoa này thì các bạn làm cong nhiều nhiều một chút thì chúng ta sẽ đỡ mất công phải làm như thế này. Ok. Đó. Chúng đã được một lớp cánh hoa. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến lớp thứ hai. Từ lớp thứ hai thì cái phần cụp vào thì các bạn sẽ cho ra ngoài, cuốn ra ngoài như thế này. Cuốn ra ngoài. Ok. Giờ sẽ vỡ phết keo vào đây. Rồi chúng ta cũng cuộn tương tự như vậy, cũng cuốn một vòng rồi nhún. Bạn nào mà muốn cánh hoa nó dày một chút đấy thì các bạn có thể làm thêm 3 lớp cánh nhá. Ở đây thì mình chỉ làm 2 lớp thôi. Đó. Chúng ta vào một bông hoa như thế này, với nhụy màu hồng. Làm màu trắng thì nó cũng không được đẹp lắm nhá. Nó cũng hơi để một mình nó thì trông không được đẹp. Các bạn cắm chung với các màu sắc khác nhau thì nó sẽ nổi hơn. Ok. Giờ chúng mình sẽ làm với phần đài hoa nhá. Và phần các bạn cắt một đoạn giấy màu xanh có kích thước tầm khoảng 5 x 6 nhá, 6 cm, rồi các bạn gấp đôi nó lại, các bạn cắt dài dài một chút, khoảng một nửa của cái hơn một nửa một chút của cái đài hoa này với tờ giấy mà mình đã vừa cắt đấy. Đó, rồi chúng ta được như thế này, cái đài hoa như vậy. Rồi các bạn cũng dùng bút hoặc là bất kỳ vật liệu gì đó, các bạn uốn cái lá, các bạn ướm vào cánh hoa. Xem ạ, vừa chưa, như thế này. Rồi các bạn dùng keo gắn vào thôi. Và cuối cùng là dùng băng keo sáp để cuốn lại. Các bạn cuốn cho đến hết chiều dài của cái thân cây, của cái cành, cành kẽm nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một cái bông hoa cũng không biết tên là gì. Các bạn có thể làm nhiều bông hoa như thế này để cắm vào cái phần một cái đây, các bạn có thể dùng cái giỏ nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn mua hoặc là tự làm cũng được, làm thì cũng khá đơn giản thôi. Rồi các bạn cũng buộc lại như mình như thế này, hoặc là các bạn dùng cái xốp ấy thì các bạn đặt vào đây và cắm thì nó sẽ được theo cái hình mà mình mong muốn nhá. Ở đây thì mình không có cái mút cắm đó nên là mình cũng không, mình phải buộc như thế này. Các bạn đặt như thế này. Đây, bông hoa mình đã làm xong rồi thì sẽ có hình dạng như thế này và các bạn có thể cắm vào đây. Bông này nó hơi bị to so với các bông mà mình đã làm. Các bạn tùy theo các bạn muốn làm kích thước như thế nào thì nó sẽ được như thế nhá. Đó, được một cái giỏ hoa nhỏ nhỏ rất là xinh để đặt vào bàn làm việc hay là bất kỳ chỗ nào mà các bạn thích ở trong phòng.
Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một mẫu hoa khá là đơn giản. Chúc các bạn thành công.